Học trò Minh Tú bất ngờ xuất hiện trên show tỏ tình, cần được Phạm Đình Thái Ngân bấm nút lựa chọn. Châu Kim Sang, thí sinh vừa bị loại ở tập 3 đại sứ hoàn mỹ của đội huấn luyện viên Minh Tú, bất ngờ trở thành nữ chính tại show tỏ tình hoàn mỹ. Trong đoạn trailer hé lộ tập 5 của tỏ tình hoàn mỹ, khán giả vô cùng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Châu Kim Sang, thí sinh đội huấn luyện viên Minh Tú vừa bị loại trong tập 3 của show dành cho mỹ nhân chuyển giới đại sứ hoàn mỹ. Vừa xuất hiện, học trò Minh Tú đã khiến cả 9 nam thần phải trầm trồ với vẻ ngoài nóng bỏng của mình. Trước khi bước vào phần tìm hiểu từ khóa, Châu Kim Sang còn tặng mọi người một nhành hoa thiên điểu để làm quà. Châu Kim Sang xuất hiện lộng lẫy khiến mọi người đều phải trầm trồ. Càng bất ngờ hơn, Phạm Đình Thái Ngân là chàng trai duy nhất bấm nút chọn để có cơ hội tỏ tình với Châu Kim Sang. Phạm Đình Thái Ngân bất ngờ bấm nút chọn quay lại vì Châu Kim Sang. Cả MC Liêu Hà Trinh và Châu Kim Sang vô cùng ngạc nhiên trước sự lựa chọn của nam ca sĩ. Liệu Phạm Đình Thái Ngân có phải là mục đích mà Châu Kim Sang tìm đến tỏ tình hoàn mỹ không? Nam ca sĩ liệu có thành công cửa đổ người đẹp và sẽ là người ra về đầu tiên trong dàn nam thần của mùa này hay không? Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!